tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc chú rể Tô Tuấn, cô dâu Hồng Nhung chính thức được bắt đầu. Quý vị ơi, hãy dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng nào. Cuốn bao dấu ý
trong gió lá bay theo, chỉ cần được bên anh vui ca, em mong ước chi đâu xa. Cùng anh chắp tay không, thế gian kia là nhà. Cùng nhau ta ca vang bài ca giữa đất trời. Hạnh phúc ngay chỗ này vì em đã có anh suốt đời. Cho mùa thu úa tàn, làm em ngại ngùng ôm mộng mơ. Rồi mùa thu dần qua đông cũng đã về, anh sưởi ấm hết những giá buốt trong lòng em. Ngập ngừng ai mất ấy khiến lòng đắm say. Em đã cho trao tim này, mong rằng chúng ta bao ngày tháng qua vẫn mãi không cay rời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên ba họ bốn bên, kính thưa toàn thể lễ vu quy hôm nay, tôi giới thiệu tôi là ông của cháu Tuấn. Trước hết, thay mặt họ nhà đoàn nhà trai chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các cụ, các ông, các bà và toàn thể họ nhà gái đối với họ nhà trai chúng tôi. Về phía họ nhà trai chúng tôi, trong buổi lễ đón cô dâu gồm có các ông, các bà, các cụ gồm cùng toàn thể các bác,
các cô, các chú, các cậu, các bà, các anh, các chị, bạn bè của chú rể cũng có mặt trong buổi lễ vu quy hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Quá trình tìm hiểu của cháu Tuấn và cháu Nhung đã được chín mùi, được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự chấp nhận của chính quyền địa phương hai xã Cao Đại và Bình Dương. Hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi có lễ xin dâu. Trước hết trình lên gia tiên họ nhà gái và báo cáo các cụ, các ông, các bà cho phép đoàn nhà trai chúng tôi đón cô dâu về hôn trường của họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Tuấn và cháu Nhung. Trước khi dừng lời, tôi thay mặt đoàn nhà trai kính chúc các cụ, các ông, các bà, ba họ bốn bên và toàn thể hội lễ vu quy một sức khỏe, mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Rồi. Xin kính thưa các cụ của hai họ giữa Cao Đại và Bình Dương, hôm nay đúng là bao nhiêu năm các cháu Nhung và cháu Tuấn đã mơ ước đến ngày hôm nay đã trở thành là gì, hai gia đình đồng ý trở thành vợ chồng. Đó là cách tuyệt vời của một thế hệ, một con người. Qua ý kiến của tìm hiểu của gia đình và các cháu thì gia đình chúng tôi nhất trí cũng làm những cái việc tổ chức xã hội và của gia đình đến nơi đến chốn để cho các cháu rất mãn nguyện. Thế hôm nay các cụ, các ông, các bà họ nhà trai vào để xin dâu thì đại diện cho họ nhà gái chúng tôi cũng có nhất trí và đề nghị cho các cháu, các cụ, các ông, các bà đưa các cháu về nhà chồng đến nơi đến chốn để tạ toại nguyện với gia đình chúng tôi. Trước khi ngừng lời, xin chân thành kính chúc các cụ, các ông, bà và gia và hội hôn của chúng ta hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.
trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tin bên em lòng nước ngay trao dựng trong lòng anh đam mê cuộc xanh. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói. Nói gì rằng anh yêu em, yêu em phút trên đời. Tình cờ mình quen nhau, trong ánh mắt em trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh. Anh yêu hôn chúc mừng hạnh phúc chú rể Tô Tuấn, cô dâu Hồng Nhung chính thức được bắt đầu. Quý vị ơi hãy dành những tràng vỗ tay để chúng ta cùng chúc mừng nào. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý vị thân mến, và theo phong tục tổ chức lễ cưới truyền thống của quê hương chúng ta thì mở đầu lễ thành hôn luôn sẽ là những lời giới thiệu và ý kiến phát biểu trao dâu của đại diện gia đình nhà gái. Sau đây trân trọng kính mời toàn thể hội hôn cùng xơi nước, xơi chầu và ban tổ chức kính mời ông trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời ông sẽ có những lời phát biểu và thay mặt cho gia đình để có ý kiến trao dâu. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà của nhà trai đã nhiệt tình đón bác cháu chúng tôi và họ
hàng nhà gái chúng tôi ra đây rất nhiệt tình. Qua 5 tháng các cháu đi học và làm việc ở nước ngoài đã tìm hiểu đến ngày hôm nay là đã chọn ngày lành tháng tốt. Và những cái gì yêu ái nhất thì hai gia đình hôm nay đã dành riêng các cháu. Qua ý kiến này chúng tôi là đại diện gia đình nhà gái, còn có các cụ nữa, nhưng mà giao cháu về ngoài này để cháu trở thành con dâu, cháu dâu của các cụ công các bà. Làm sao cháu phải có đạo đức để một cuộc sống làm người, chứ không phải là để vào đây là có những cái việc nó không hay. Qua ý kiến này chúng tôi mong các cụ công các bà tạo mọi điều kiện giáo dục cho cháu trở thành những người con dâu tốt để chúng tôi cũng được mãn nguyện. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa ba họ bốn bên, kính thưa toàn thể hội hôn. Tôi xin giới thiệu, tôi là ông của cháu Tuấn. Trước hết, xin chào đón sự có mặt của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của họ nhà gái và sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ của bên họ nhà trai cùng có mặt trong buổi hôn lễ hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến phát biểu của vị đại diện họ nhà gái và hoàn toàn nhất trí với những lời căn dặn của ông. Tôi thay mặt họ nhà trai chính thức công nhận cháu Hồng Nhung làm dâu con họ nhà trai và thành viên họ nhà trai, dòng họ nhà trai chúng tôi. Và chúng tôi xin trao cháu Tuấn làm rể con và thành viên của bên họ nhà gái. Hai bên gia đình từ giờ phút này là kết mối thông gia. Các cháu Tuấn và cháu Nhung chính thức lên vợ, lên chồng. Trước khi dừng lời, tôi thay mặt họ nhà trai kính chúc các cụ, các ông, các bà, quan viên ba họ cùng toàn thể hội hôn sức khỏe, thành công. Ông chúc hai cháu Tuấn và cháu Nhung sống trăm năm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà. Kính thưa quý vị thân mến, và qua ý kiến phát biểu của hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình thì ngày hôm nay chính thức hai gia đình nhà trai và gia đình nhà gái cũng đã có thêm những thành viên mới. Nhà trai thì đã được dâu Hiền và gia đình nhà gái cũng sẽ có rể Thảo. Để gắn chặt tình cảm nghĩa thông gia của hai bên gia đình thì lúc này có thể xin phép được mời hai ông trưởng đoàn, hai ông sẽ di chuyển về phía trước sân khấu. Và trước sự chứng kiến của tất cả quý vị ở đây, hai ông sẽ trao cho nhau những cái bắt tay thật là thân mật để chính thức kết chặt mối tình thông gia của hai bên gia đình. Và quý vị chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng. Và ngày 10, ông bà ta xưa vẫn thường có câu nói rằng phi cổ bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Ngày hạnh phúc biết ơn cha mẹ, thắp nén hương trầm để tưởng nhớ gia tiên. Và nghi lễ tiếp theo đó là lễ kính gia tiên. Xin phép quý vị để được mời hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Hai ông sẽ đưa chú rể Tô Tuấn và cô dâu Hồng Nhung trở vào phía bên trong tư gia của gia đình hoặc nhà trai ngày hôm nay. Và trước bàn thờ gia tiên của gia đình thì các ông sẽ châm lên những nén hương và hướng dẫn cho cô dâu chú rể được kính lễ gia tiên phía trong nhà. Xin mời. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có yêu.